Xin chào các bạn nhỏ. Ngày hôm nay hãy cùng Ruby TV tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu về các loài động vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhé. Chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Học cùng Ruby TV. Con gì đây? Tuần lộc. Reindeer. Tuần lộc. Reindeer. Tuần lộc. Reindeer. Wow. Con gì đây? Ve sầu. Cicada. Ve sầu. Cicada. Ve sầu. Cicada. Con gì đây? Vẹt mào. Cockatoo. Vẹt mào. Cockatoo. Vẹt mào. Cockatoo. Con gì đây? Bò xạ hương. Muskox. Bò xạ hương. Muskox. Bò xạ hương. Muskox. Con gì đây? Tôm hùm. Lobster. Tôm hùm. Lobster. Tôm hùm. Lobster. Wow. Con gì đây? Con hàu. Oyster. Con hàu. Oyster. Con hàu. Oyster.
con gì đây? Con đỉa. Leech. Con đỉa. Leech. Con đỉa. Leech. Con gì đây? Lợn biển. Manatee. Lợn biển. Manatee. Lợn biển. Manatee. Con gì đây? Rắn hổ mang. Cobra. Rắn hổ mang. Cobra. Rắn hổ mang. Cobra. Con gì đây? Cầy hương. Civet. Cầy hương. Civet. Cầy hương. Civet. Con gì đây? Khỉ đầu chó. Baboons. Wow. Khỉ đầu chó. Baboons. Khỉ đầu chó. Baboons. Con gì đây? Con la. Henny. Con la. Henny. Con la. Henny. Quack.
Các bé thân mến, vậy là qua video ngày hôm nay, các em đã được tìm hiểu thêm rất nhiều về các con vật bằng tiếng Việt và tiếng Anh rồi đúng không nào? Hãy đăng ký kênh Ruby TV và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bài học mới nhé! Tạm biệt!